Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vựa ly và tập toán lớp 1. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 94, ôn tập phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 tiếp theo. Bài số 1, viết kết quả phép trừ vào chỗ trống. Ta lấy cái này ta trừ cái này, được. Rồi được bao nhiêu chúng ta trừ tiếp chỗ này. 8 ta trừ 4 là bằng 4. 6 ta trừ 3 là bằng 3. 34 là trừ cho 24 nhà còn lại là 10. 69 mà ta trừ cho 25, 9 trừ 5 là còn lại là 4. 6 mà ta trừ cho 2 vậy còn lại là 4. 44 mà ta trừ cho 32, 4 là trừ cho 2 còn lại 2. 4 là trừ 3 còn lại là 1. Câu B, 89 mà ta trừ cho 42, 9 là trừ cho 2 vậy là còn lại là 7. 8 mà ta trừ cho 4 thì còn lại là 4. 47 ta trừ cho 33, 7 ta trừ cho 3 thì còn lại là 4. 7 ta trừ 4 ta trừ cho 3 còn lại là 1. 98 mà ta trừ cho 42, 8 ta trừ 2 thì còn lại là 6. 9 ta trừ cho 4 thì còn lại là 5. 56 ta trừ cho 35. 1 20 21. 78 ta trừ cho 30. Bây giờ là bằng 8, 40, 48. 48 là ta trừ tiếp cho 25. 8 là ta trừ 5 thì còn lại là 3. 4 trừ 2 còn lại là 2. 76 là ta trừ cho 36 thì là bằng 0. 7 trừ cho 40. 40 ta trừ 20 thì còn lại là 2, 20. 96 là ta trừ cho 35. 6 trừ 5 như vậy là còn lại là 1. 9 là trừ cho 3 còn lại là 6, 61 là trừ cho 40. 1 20 21. 87 là trừ cho 23, 7 là trừ 3 vậy còn lại là 4. 8 mà ta trừ cho 2. Vậy là còn lại là 6. 64 mà ta trừ cho 44. Vậy là 4 trừ 4 bằng 0. 6 là trừ 4 vậy còn lại là 2. Bài số 2, nấu sao cho phù hợp. 87 ta trừ cho 24, ta trừ cho 32. Vậy chúng ta sẽ trừ hết cái này, trừ hết cái này rồi chúng ta sẽ nấu lại. 87 mà ta trừ cho 24. Như vậy cái này thầy nhẩm luôn cùng lúc luôn ha. Thầy không có tính theo kiểu từng đoạn này. Các em tự tính nha. Thầy lấy 7 này, thầy từ trừ cho 4 là bằng là 3. 3 ta trừ cho 2 vậy còn lại là 1. Còn này 8 ta trừ cho 2 là còn lại là 6. 6 ta trừ cho 3 vậy còn lại là 3. 8 ta trừ 4 còn lại 4. 4 ta trừ tiếp cho 2 như vậy là còn lại là 2. 9 trừ 3 còn 6. 6 ta trừ cho 4 như vậy còn lại là 2. 9 ta trừ cho 3 còn 6. 6 ta trừ cho 5 như vậy còn lại là 1. 7 ta trừ cho 4 còn 3. 3 trừ 1 còn là 2. 8 trừ 1 còn 7. 7 ta trừ 3 còn 4. 6 ta trừ 2 còn 4. 4 ta trừ 3 còn 1. Rồi bên này 6 ta trừ cho 4 còn lại là 2. 8 ta trừ 6 còn lại là 2. 9 ta trừ cho 5 như vậy còn lại là 4. 1 này là 1. 3 1 2. Rồi chúng ta đi nối lại. 31 đây, 31 đây. 22 đây, 22. 21 đây, 21 này. 14 đây, 14. 14 qua bài tiếp theo là bài số 3. Khoanh vào chữ có đáp án đúng, số điền vào chỗ chấm. 35 bé hơn 58 ta trừ cho cái gì chỗ này, này là bằng là đây 37. Như vậy là 58 ta trừ cho con số gì chỗ này nè. Như vậy chỗ này bắt buộc nó phải là con số là 36, được không? Kết quả chỗ này nè, kết quả chỗ này là 36. Tại vì 35, 36, 37 à. Vậy thì chúng ta sẽ có là 58 ta trừ cho con số gì chỗ này là bằng 36. Như vậy ngay chỗ này thì muốn tìm số trừ, đúng không? Muốn tìm số trừ thì ta lấy số bị trừ này, ta trừ cho cái hiệu này. Như vậy ta lấy 58 ta trừ cho 36.
36 đâu ra? 36 ở đây là bắt buộc, tại vì đây là 35 đúng không? Thì cái cụm này nè, nguyên cả cái cụm này nè, bắt buộc nó phải là con số 36. Được không? Thì ngay chỗ này thì trong này người ta đã cho là 58 đã trừ cho con số gì chỗ này là bằng là 36. Như vậy thì ngay chỗ này là muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, ta trừ đi hiệu. Giờ ta lấy hai này ta trừ nhau. Trừ nhau vậy còn là 2, 22. Và đáp án là câu C. Số điền vào chỗ chấm 54 lớn hơn cái gì chỗ này? Rồi trừ cho 34, cái này là 52. Như vậy chỗ này thì bắt buộc cái cụm này nó phải là con số 53. Được không? 53 nó với lại nó mới lớn hơn là con 52 và nó nhỏ hơn con 54. Như vậy ngay chỗ này là cái gì chỗ này ta trừ cho 34 bằng là 53. Vậy như ngay chỗ này là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ thì ta lấy hiệu ta cộng với số trừ. Như là ta lấy hai con số này chúng ta cộng nhau. Vậy là 53 này ta cộng với lại là 34 này bằng là 7, 87. 87 thì đáp án nào đây? Đáp án D. Bài số tiếp theo là bài số 4. Hoàn thành bài toán sau, Hà có 48 viên bi, trong đó có 12 viên bi đỏ và 14 viên bi vàng. Hỏi Hà có bao nhiêu viên bi màu khác? Tổng cộng là 48 mà 12 viên bi đỏ, 14 viên bi vàng. Thì ta lấy cái này ta trừ cho cái hai này nha. 48 ta trừ cho 12 trừ tiếp cho 14. 8 6 2 là 22 viên khác màu khác. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều đầu sách, các em vào đó tìm bài nhé. Chúc các em tốt.